Sau đợt cua chết bất thường trên diện rộng vào đầu tháng 4 vừa qua, hiện nay giá cua ở Cà Mau tăng 100.000 đồng một ký. Theo một số dựa cua cho biết, cua gạch loại 1 đang có giá từ 450 đến 500.000 đồng một ký, cua thịt loại 1 khoảng 300.000 đồng một ký, loại 2 khoảng 180.000 đồng một ký. Mức giá này cao hơn khoảng 100.000 đồng một ký so với một tháng trước. Giá cua Cà Mau tăng vì đang bước vào mùa mưa, nông dân thường không thả giống. Sau đợt chết trên diện rộng vừa qua, cua trong vuông tôm không còn nhiều, người dân chưa kịp thả giống nên giá tăng. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Ngọc Hiển không ngừng phát triển. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm đặc sản truyền thống chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ông Bùi Văn Chương, ấp Tân Lộc, xã Tân Ân Tây là một trong những người tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo. Thấy được tiềm năng thế mạnh của con tôm vùng ngập mặn có thể mang lại kinh tế bền vững, ông Chương đã phát triển nghề làm tôm khô vuông. Ban đầu do kinh doanh nhỏ lẻ, không có thương hiệu nên sản phẩm khó tiêu thụ, đầu ra không ổn định. Để khắc phục hạn chế này, ông Chương quyết định vận động thành lập Hợp tác xã Tân Phát Lợi vào năm 2013 với 12 thành viên, chọn tôm khô là mặt hàng chủ lực để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tăng lợi nhuận cho thành viên, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điều là tôm thiên nhiên, về tôm gừng, về sinh thái, không có tác động đến về hóa chất, tác động về khi quá trình sản xuất cũng vậy. Là từ thiên nhiên hết, làm ra làm sao mà đem đến người tiêu dùng ăn ngon miệng mà cái tự nhiên, là mà đặc trưng riêng của cái sản phẩm của mình. Vì sao đặc trưng? Thì lấy từ một cái chuỗi từ con tôm nguyên vỏ đến khi cái khâu cuối cùng là làm ra hơn 10 sản phẩm là một chuỗi đó. Từ đó cái chuỗi đó thì chỉ là chỉ muối và tôm thịt rồi thêm gia vị là như thôi chứ không hề khác. Từ đó cũng thích nghi được cái môi trường là một, thứ hai nữa bà con tiêu dùng là ăn và cảm nhận được đây là một cái sản phẩm thơm ngon. Khi hợp tác xã hoạt động khá vững, ông Chương đã tìm tòi học hỏi để sản xuất ra nhiều sản phẩm từ con tôm. Đến nay, hợp tác xã có khoảng 10 sản phẩm như tôm khô tách vỏ, tôm khô nguyên vỏ, tôm chà bông, muối tôm, bánh phồng tôm, bột tôm niêm canh, mắm tôm chua, riêu tôm, mắm rút tôm. Các sản phẩm đều đạt chất lượng thơm ngon, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, hợp tác xã Tân Phát Lợi cũng đầu tư máy móc phục vụ sản xuất như máy sấy bằng năng lượng mặt trời, kho đông lạnh, máy hút chân không để đảm bảo các tiêu chuẩn, tạo ra sản phẩm sạch, mang lại giá trị kinh tế cao. Muốn đảm bảo được cái sản phẩm sạch, sản phẩm chất lượng thì hợp tác xã đã đầu tư thiết bị cho trường. Đó, từ là khâu đánh bột cũng bằng máy móc, rồi là máy tráng, rồi nhà phơi, đó, rồi là tất cả nhiều công nghệ sử dụng bằng máy móc, trên từ đó đem đến một cái sản phẩm sạch, đó, từ một chuỗi là khép kín. Tự như ví dụ như tôm khô như vậy, từ khi luộc và đến khi phơi và đến khi máy đập và đưa vô làm tất cả không tiếp cận môi trường. Đó ví dụ của như tôm khô là không tiếp cận ra cái bên ngoài, rồi bao tay khẩu trang vô quy theo quy chế một cái là khép kín. Cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân huyện thì tiếp tục là nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, rồi là tuyên truyền vận động và từng bước vận động đưa bà con vào cái mô hình kinh tế tập thể. Trước mắt là phát triển cái chi hội nghề nghiệp để làm cơ sở cái nâng lên cái hợp tác xã theo chỉ thị 02 của huyện ủy, để bà con ý thức nhiều hơn, sản xuất tập trung đông hơn và có một cái lượng hàng hóa nhất định để đảm bảo cung ứng cho thị trường, tạo cái vùng nguyên liệu đủ lớn để mình kết nối với thị trường. Từ thành công trong mô hình sản xuất, nhiều năm liền ông Chương được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và được sự tín nhiệm yêu mến của người dân tại địa phương.